Trong năm 2018, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn 50% thời gian thông quan cho doanh nghiệp. Đây là một trong những mục tiêu của chương trình Cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy đồng hành cùng phát triển năm 2018 của đơn vị. Tại hội nghị đối thoại giữa Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng ngày 24 tháng 1, ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố cho biết, tiếp nối các kết quả đạt được của chương trình Cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy đồng hành cùng phát triển. Năm 2017, Cục Hải quan thành phố sẽ tiếp tục triển khai chương trình 2018 với nhiều mục tiêu hành động cụ thể. Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình năm nay là thực hiện rút ngắn 50% thời gian thông quan cho doanh nghiệp. Theo đó, Cục Hải quan thành phố cam kết tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa từ 108 giờ xuống còn 70 giờ với hàng xuất khẩu và từ 138 giờ xuống còn 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Đại diện Cục Hải quan thành phố cho biết, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện được mục tiêu này. Thay vì trước đây chúng ta vừa là thủ công, vừa là làm hiện đại về thủ tục, nhưng cái thủ tục khác là thủ công, thì chúng tôi sẽ tích hợp lại những cái chương trình phần mềm này để làm sao tất cả những cái khâu thủ tục hải quan, từ khâu đăng ký đến cái khâu thông quan hàng hóa là bằng thủ tục điện tử. Do vậy thì doanh nghiệp không phải đi lại rất là nhiều nữa. Doanh nghiệp có thể rằng là chủ động trong vấn đề là có thể qua cái hệ thống công nghệ thông tin bằng smartphone, thì chúng ta biết được là cái lô hàng của chúng ta được thông quan và lô hàng chúng ta đã đủ điều kiện để thông quan hay chưa. Chủ động được vấn đề này thì không có cái tình trạng xếp hàng xe container xe để chờ container. Đó cũng là cái giải pháp không chỉ cho hải quan mà nó còn về vấn đề giao thông. Bên cạnh tăng cường các phần mềm quản lý, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ trang bị thêm máy móc hiện đại, ví dụ hệ thống camera quan sát trực tuyến, hệ thống soi container tích hợp với các chương trình theo dõi hàng hóa từ nước xuất khẩu vào Việt Nam, từ đó phân luồng doanh nghiệp. Hệ thống camera cũng giúp giám sát hoạt động của cán bộ hải quan. Tại buổi đối thoại, đại diện Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đánh giá cao việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thủ tục điện tử của Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng các động thái này không chỉ giúp rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp mà còn giảm tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động hải quan.